Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử. Tập 119, chương 1181, Không Tiện Nói. Dạ Kinh Đường tiến vào Dương Phượng Đường, sau đó nhìn thấy tiểu thư thiếu phụ quần áo tịnh lệ đứng đầy đường, bên người cũng có không ít công tử thư sinh. Cửa hàng hai bên đường cũng không nguy nga khí phái như Vân An, ở giữa là một dòng sông nhỏ, vài cây cầu đá kết nối hai bên bờ. Cửa hàng đều là lầu nhỏ hai tầng, để lộ ra một loại khí tức tiểu gia bích ngọc vùng sông nước. Phạm Thanh Hòa ôm Chim Chim lười nhác đi dạo dọc đường, ban đầu còn tận lực lùi về sau hai bước, cũng không nói chuyện tránh người qua đường hiểu lầm. Kết quả đi ra mấy bước chợt nghe đằng sau truyền đến tiếng cô nương xì xào bàn tán, công tử vừa mới đi ngang dáng dấp thật đẹp, không biết là công tử nhà ai. Nghĩ gì thế? Không thấy người ta dẫn nữ nhân theo hay sao? Đó là nha hoàn, trong ngực ôm một con bạch mẫu kê. Chít chít. Chim Chim chấn kinh đầy mắt, thò đầu ra khỏi cánh tay Phạm Thanh Hòa nhìn phía sau. Phạm Thanh Hòa vội vàng đè Chim Chim xù lông lại, nghe người ngoài nói mình giống nha hoàn, trong lòng đương nhiên không mấy vui vẻ. Lại bất động thanh sắc tăng tốc hai bước đi trước mặt Dạ Kinh Đường, sóng vai nhau dò hỏi, vẫn còn rất xa sao? Không còn xa, ở ngay phía trước. Dạ Kinh Đường cũng nghe được chuyện phiếm phía sau, cảm thấy mình có chút mất khí độ quân tử, lập tức mua một chiếc ô giấy dầu bên đường che trên đầu Phạm Thanh Hòa. Phạm Thanh Hòa hơi rụt cổ lại, đưa mắt nhìn ô giấy dầu có chút xấu hổ, như vậy không tốt lắm đâu. Dạ Kinh Đường ánh mắt đường đường chính chính, cô là gì ta che ô cho cô có gì lạ, đi thôi. Phạm Thanh Hòa nghe Dạ Kinh Đường đổi giọng gọi gì, trong lòng càng cổ quái, đi dưới dù vài bước lại mở miệng nói, ai là gì ngươi? Quan hệ giữa chúng ta bắn đại bác cũng không tới, chỉ kém một đời trong tộc thôi, như vậy còn không phải là tiểu a gì. Dạ Kinh Đường có chút buồn cười, cũng không có nói gì, theo nàng đến bên ngoài Thải Vân Các ở giải đất trung tâm. Mặc dù danh khí rất lớn nhưng Thải Vân Các nhìn từ bên ngoài chính là một căn nhà nhỏ 3 tầng, còn không lớn bằng tiệm vải của Tam Nương. Nhưng mà khách đến quý khí hơn rất nhiều, hơn phân nửa là phu nhân mặc kim mang ngọc, còn dẫn nha đầu thân cận đến. Dạ Kinh Đường đứng ở cửa ra vào nhìn, phát hiện cũng có công tử thư sinh Văn Bảo Định Chế ở bên trong cho nên cũng đi vào đó. Bên trong cửa hàng, lão bản nương tính sổ sau quầy cũng là người sáng suốt, nhìn thấy công tử tuấn lãng bồi tiếp mỹ nhân đến nhà. Còn là quân lính lưng đeo bội đao dáng vẻ oai hùng, biết ngay là thân tài muốn lấy lòng gia nhân tới, đáy mắt lộ ra ý cười như gặp thân hữu. Vội vàng đi từ phía sau quầy ra, nói, ai gu, công tử và cô nương đều rất đẹp đôi, thiếp thân lại chưa từng gặp, hai vị mới tới Giang Châu hay sao? Dạ Kinh Đường đưa dù nhỏ che nắng cho tiểu nhỉ, cười đáp, trưởng quỹ có nhãn lực thật tốt, mới tới hai ngày, nghe nói quý điếm tay nghề tốt, tới xem một chút. Lão bản nương chỉ nhìn khí khái Dạ Kinh Đường đã biết tài lực không kém, cũng không ẩn ý, trực tiếp đưa tay chỉ lên cầu thang, mời hai vị lên lầu. Là chọn y phục cho cô nương này. Đúng vậy. Dạ Kinh Đường và Phạm Thanh Hòa cùng nhau lên lầu 2, đi vào trong một phòng trà an vị. Lão bản nương phục vụ rất tốt, không để hắn đi tới đi lui, dâng trà trước sau đó gọi mấy cô nương vóc dáng rất khá, mặc váy được cắt may đúng lúc tiến đến đứng trước trà án cho hắn chọn lựa. Dạ Kinh Đường ngồi nghiêm chỉnh trên bàn trà, nhìn một loạt cô nương trước mặt, chẳng biết tại sao cảm thấy cảnh tượng có chút giống như đã từng thấy. Phạm Thanh Hòa cũng không ngờ còn có thể dùng phương thức xa hoa lãng phí như thế chọn lựa y phục. Giống như thiếu nãi nãi ngồi trên ghế, xoa đầu Chim Chim dò xét trái phải, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lão bản nương không thấy kỳ quái với phản ứng của hai người, ngồi xuống bên cạnh ôn nhu hỏi thăm, cô nương có vừa mắt bộ nào không? Nếu như không thích có thể đổi, y phục bên trong cửa hàng nhiều kiểu dáng, không chỉ đại sư Giang Châu tự mình đo may mà còn có hàng ở Vân An, đồ Phạm Cửu Nương tự mình đo may cũng có. Phạm Thanh Hòa nghe thấy Phạm Cửu Nương đích thân làm, tự nhiên nhớ tới một số thứ không tốt, hơi do dự hỏi, những đồ đó có thể mặc như thế này ra để chọn. Lão bản nương chớp chớp mắt, chỉ một câu nói đó thì hiểu cô nương này cũng là một người phóng khoáng. Cười nhẹ, bọn họ đều là cô nương trong cửa hàng, có nhiều thứ đúng là không tiện mặc ra trước mặt nam tử. Dạ Kinh Đường đi theo mua y phục, nghe thấy lời ấy tự giác đứng dậy,
Không sao, ta ra ngoài đứng chờ, cô cứ từ từ chọn, có thể mua thêm mấy món đem về cho mấy người tam nương. Chương 1182, ngồi trong cửa hàng buồn chán. Ta, Phạm Thanh Hòa hiếu kỳ hỏi một chút, yêu nữ không ở đây, nàng cũng không tiện mua mấy thứ mắc cỡ chết người đó. Nhưng nàng chưa kịp cự tuyệt, Dạ Kinh Đường lanh lợi đi ra bên ngoài, ngay cả chim chim đang lặng lẽ ăn vụng đồ ăn vặt cũng bị ôm đi. Lão bản nương biết cô nương mua những thứ này đều ngại ngùng, lập tức giúp châm trà nói chuyện phiếm đồng thời dặn dò mấy cô nương xuống đổi mấy thứ đẹp hơn lên. Đường nhỏ ánh nắng ấm áp, người lui tới đều là thiếu phụ và thiếu nữ đi dạo. Chiếc vân ly ăn mặc như tiểu thư thư hương thế gia, trên tay cầm chiếc phiến tiện tay mua ven đường. Có thể là bị khí chất thư hương đầy đường cảm nhiễm, lúc hành tẩu ngay cả bước chân đều trở nên nhã nhặn. Tiết Bạch Cẩm vận bạch y đi trong đám người, bởi vì thân cao lực áp quần phương, khó tránh khỏi khiến người ta chú ý, nàng lâu dài giả làm nam tử dạo phố. Bỗng nhiên khôi phục trang phục nữ nhi có chút không thích ứng, nửa đường dứt khoát mua một cái nón rộng vành đội lên. Mặc dù đã rất chú ý dáng vẻ nhưng khí thế vẫn giấu không được, cả người nhìn rất cao lãnh, đi đường rõ ràng có thể phát hiện người xung quanh trò chuyện đều vô thức giảm giọng xuống mấy phần. Chiếc vân ly đong đưa quạt nhỏ, dáng vẻ có chút tự nhiên, cảm thấy nàng giống như muội muội dẫn theo tỷ tỷ băng lãnh đi ra ngoài dạo phố. Liền tới bên cạnh nói, hôm qua con dò hỏi được nơi bán y phục đẹp nhất trong thành đều trên con đường này. Con ở kinh thành, giúp Kinh Đường ca ca bắt mật thám Bắc Lương được chút tiên thưởng, vừa khéo mua mấy món y phục cho sư phụ. Tiết Bạch Cẩm làm giáo chủ đệ nhất hào môn giang hồ, gia nghiệp có nhỏ cũng không phải người bình thường có thể sánh được, vất vả lắm mới có cơ hội dẫn Vân Ly ra ngoài dạo chơi. Sao lại để đồ đệ vung tiền, nói, lần trước sinh thần con, vi sư không có mặt xem như chưa làm tròn bổn phận, hôm nay mua cho con một cái váy coi như là bồi thường. Chiếc Vân Ly nghe vậy hơi ngượng ngùng, con đã 16 tuổi, sư phụ khi bằng tuổi con đã xông xáo giang hồ mấy năm, con còn để sư phụ móc bạc mua y phục cho con. Vi sư cũng không muốn tuổi nhỏ xuống núi xông xáo, lúc ấy Bình Thiên Giáo sắp diệt môn, không có cách nào khác. Con có cơ hội phải biết trân quý, nếu vi sư có điều kiện áo cơm không lo như con, bây giờ ít nhất cũng nửa bước bát khôi. Ha ha! Hai người đi dạo như thế, nói về chuyện giữa hai sư đồ, ngang qua cửa hàng bán y phục cũng quan sát vài lần. Đi không biết bao lâu, Tiết Bạch Cẩm đột nhiên dừng bước, dương mắt nhìn về phía một tòa lầu nhỏ hai tầng bên đường. Lầu nhỏ treo chiêu bài thải vân các, khách nhân bên trong rất nhiều, cửa sổ lầu hai đóng lại, mơ hồ có thể nghe được tiếng nói chuyện, cô nương cảm thấy cái này thế nào. Vóc người cô đẹp, eo nhỏ mông tròn nhìn là biết có phúc khí, mặc bộ này chắc chắn sẽ rất đẹp. Cái này, có phải quá lộ hay không? Cái này tính là gì chứ? Mấy bộ thiếu vải còn chưa lấy ra, còn có thiếu vải hơn sao? Ha ha, mặc ra cho cô nương này xem. Không cần không cần, ta không phải ý này. Đầu là nữ nhân, không cần khách khí, xem thôi cũng được. Tiết Bạch Cẩm từng gặp Phạm Thanh Hòa ở Hoàng Minh Sơn, biết cô nương trẻ tuổi bên trong là ai, đáy mắt hiện ra ba phần ngoài ý muốn. Lúc đầu Triết Vân Ly không chú ý, thấy sư phụ dừng lại mới dò xét trái phải, nghe được Phạm Di cũng ở đây. Hai mắt tỏa sáng, quay người muốn đi lên xem Phạm Di đang mua y phục gì mà giọng nói xấu hổ như vậy. Tiết Bạch Cẩm ngẫm lại cũng không nói gì, đi theo vào trong cửa hàng, cùng lúc đó trên lầu 2. Lầu 2 có mấy gian phòng, Phạm Thanh Hòa và nữ trưởng quỹ lựa y phục trong phòng, Dạ Kinh Đường thân là nam tử không tiện đi vào ngồi xem, một mình ở trong sảnh trà sát vách uống trà chờ đợi. Mặc dù vẻ mặt như cũ nhưng nghe cuộc nói chuyện sát vách dĩ nhiên không thể tâm như chỉ thủy, rất hiếu kỳ Phạm cô nương đang xem cái gì, sao cứ nhất kinh nhất xạ như thế. Chim chim không có hứng thú với mấy cái này, nằm trên đùi Dạ Kinh Đường buồn bực ngán ngẩm lăn qua lăn lại. Đợi không biết bao lâu, Dạ Kinh Đường không thấy Phạm cô nương ra, lại nghe thấy tiếng bước chân lên lầu. Đồng đồng đồng. Dạ Kinh Đường nghĩ là có tiểu thư và phu nhân đến mua y phục, một nam nhân như hắn ngồi ở chỗ này. Ánh mắt tiếp xúc chắc chắn sẽ ngại ngùng, nâng chung trà lên làm ra bộ dáng chậm rãi thưởng thức trà, dư quang chú ý đến cổng. Kết quả không lâu sau phát hiện một cô nương đầy linh khí mặc y phục tiểu thư, trong mắt tràn đầy tò mò, rón rén từ cổng đi lên, thậm chí không nhìn vào phòng hắn. Theo sát phía sau là một mỹ nhân cao gầy. Mỹ nhân cũng bạch y trắng như tuyết nhưng không mảnh mai giống Thủy Nhi, vạt áo cao ngất có vẻ nặng nề, trên đầu đội nón rộng vành, có thể nhìn thấy tóc đen dài xõa ngang lưng.
vòng eo buộc bằng đai lưng màu trắng, phía dưới là váy giống như mây sa, lúc hành tẩu bả vai bất động, bộ ngực cũng không rung động, khí chất toàn thân nhìn rất cao lãnh nghiêm túc. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.pro. Chương 1183, chưa nghe nói qua sao. Phốc, khục khục, Dạ Kinh Đường vội vàng không kịp chuẩn bị, xém chút phun nước đầy người Chim Chim, Chim Chim kinh hãi vội vàng nhảy đến cái ghế sát vách. Ở cửa phòng, Tiết Bạch Cẩm dừng lại, đoán được Phạm cô nương chạy tới mua y phục chắc chắn có liên quan đến chuyện Dạ Kinh Đường mượn y phục. Nhìn thấy Dạ Kinh Đường cũng không có bất ngờ. Phát hiện biểu cảm kinh ngạc của Dạ Kinh Đường, mặt đều bị sặc nước đỏ bừng, nàng còn tưởng là hù Dạ Kinh Đường. Quay người đi vào trong nhà, tâm bình khí hòa nói, tới xem một chút thôi, không cần kinh sợ như thế. Dạ Kinh Đường đến mua đồ, bỗng nhiên gặp được Bình Thiên Đại giáo chủ có thể không kinh sợ sao? Hắn đứng dậy, gấp rút suy nghĩ xem nên làm như thế nào để đẩy cao thủ lạnh như băng này đi thì nghe sát vách có giọng nói truyền đến, hở. Vân Ly, sao ngươi lại tới đây? Ha, Phạm Di, ngươi đang xem y phục gì vậy? Ta, ha ha, ta cũng muốn mua tiểu y, hóa ra còn có thể chọn như thế. Chỉ là y phục này hơi. Tiết Bạch Cẩm chớp chớp con ngươi, quay người muốn đi qua xem một chút, là y phục gì lại khiến cho Vân Ly ngạc nhiên như vậy? Dạ Kinh Đường trong lòng hoảng hốt, đứng dậy chắn đường đi, làm ra vẻ ngoài ý muốn, sao Tiết cô nương lại tới đây? Buổi sáng ta vừa tìm hiểu được chút tin tức, đợi chút nữa định đến Tiêu Sơn Bảo xem, đang muốn thương lượng đối sách với cô. Tiết Bạch Cẩm nghe thấy lời ấy, ném động tĩnh sát vách qua một bên, trở lại ngồi trên ghế, lưng eo thẳng tắp, ngươi sẽ đi Tiêu Sơn Bảo. Lúc đầu Dạ Kinh Đường không tính như vậy, nhưng bây giờ không phải cũng phải, hắn ngồi xuống bên cạnh, lật chén trà lên giúp châm trà, đúng vậy. Buổi sáng thăm dò được chút tin tức, hình như người giang hồ đều đến Tiêu Sơn Bảo đặt binh khí, là cơ hội tốt để đục nước béo cỏ. Giáo chủ nói cao thủ ẩn tàng ở nơi nào? Tiết Bạch Cẩm đang muốn nói chuyện lại nghe thấy tiếng sát vách truyền đến. A, à, cái yếm này đúng là đẹp mắt nhưng sẽ bị sư nương đánh. Bộ bạch y này không tệ, có mới không? Có, cô nương không phải mua cho mình chứ? Cần kích thước gì? Trong cửa hàng có thợ may, có thể đặt may theo số đo. Ừm. Lớn hơn Phạm Di một bàn tay, lớn hơn cả vị cô nương này. Tiết Bạch Cẩm chớp chớp đôi mắt hồ ly đường cong hoàn mỹ, lưng eo thẳng tắp, bộ ngực sữa nâng cao chẳng biết tại sao lại thu liễm một chút. Dạ Kinh Đường cảm thấy Vân Ly muốn cho hắn chết, lập tức chen vào, hôm qua không phải câm nhầm y phục sao, mua đền một bộ cho nàng tự chọn, ta phụ trách móc bạc. Chúng ta nói chính sự đi, ta còn phải vội vã lên đường. Vi, lên đường, trời tối không tiện đi đường. Tiết Bạch Cẩm chỉ muốn nhìn một chút xem Vân Ly mua tiểu y gì cho nàng, nghe nói như vậy lại ngồi xuống, tiếp tục lên tiếng, phía sau Tiêu Sơn Bảo có sơn động. Nghe nói bên trong có lão lô 300 năm không tắt, là chỗ bảo chủ chế tạo thần binh lợi khí, xem như cấm địa, phòng vệ nghiêm ngặt. Ta vốn định chui vào nhưng mới vừa tiến đến sơn động thì bên trong có tiếng động. Có thể phát hiện ta chui vào, ít nhất cũng có võ khôi ẩn nấp, ta tiết lộ thân phận không tiện bàn giao với giang hồ. Chỉ có thể lui ra. Bát Khôi đại ngụy chỉ có mấy người, Dạ Kinh Đường cảm thấy người trong đó 8-9 phần 10 chính là Long Chính Thanh, lập tức gật đầu, đã hiểu, đợi chút nữa ta chạy tới dò xét chút nội tình. Mặc dù võ nghệ của ngươi rất khá nhưng tuổi còn quá trẻ, một mình tiến đến Ngương Nhi không yên lòng, có cần ta theo ngươi đi một chuyến không? Nói thật Dạ Kinh Đường có chút sợ tảng băng này. Dù sao cô nương khác đánh là thương mắng là yêu, cô nương này nói đánh là đánh thật. Hơn nữa hắn còn không đánh lại, suy nghĩ một chút đáp, ừm. Phạm cô nương khinh công siêu phàm, ở Bắc Lương có danh đạo thánh, ta vốn định theo nàng đi, giáo chủ đi theo. Ta cảm thấy cho dù là Long Chính Thanh cũng không xứng để hai người chúng ta liên thủ, cùng đi có chút chuyện bé xé ra to. Tiết Bạch Cẩm thấy Dạ Kinh Đường đã có sắp xếp, đương nhiên không tiện nhiều lời, vậy ngươi phải cẩn thận. Chừng nào xuất phát, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dạ Kinh Đường khẽ cười, nhắm mắt nói, ừm. Chờ Phạm cô nương mua xong y phục thì đi, tiễn thì thôi. Tiết Bạch Cẩm khẽ xoa cằm, thấy chính sự đã bàn xong, đứng dậy đi qua phòng sát vách. Dạ Kinh Đường hơi đưa tay, muốn nói lại thôi. Tiết Bạch Cẩm dừng lại, quay đầu sang, còn có việc gì sao? Ừm, cũng không có việc gì, y phục trong Thải Vân Các tương đối.
tương đối thanh tú, có thể giáo chủ không thích, bằng không ta dẫn giáo chủ đi đối diện xem thử. Hôm qua y phục bị đánh nát, sai là do ta, theo lý ta cũng nên bồi thường, đúng không? Tiết Bạch Cẩm đâu thể theo nam nhân đi mua y phục, không nói một lời ra khỏi phòng, tiến vào phòng sát vách. Dạ Kinh Đường dùng tay đỡ trán, cảm thấy hình tượng của mình trong lòng nàng coi như nát. Mà cũng không có gì bất ngờ xảy ra, sát vách truyền đến tiếng nói chuyện, vị cô nương này là tỷ tỷ ta, tỷ tỷ, tỷ xem bộ y phục này thế nào. Ây, đây là y phục, mặc chỗ nào, ngực hình như có chút ít, không che được. Sao, tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy? Đông đông đông, tiếng bước chân từ xa đến gần. Dạ Kinh Đường nhanh chóng ngồi thẳng, tay trái ấn đao, dáng vẻ nữ hiệp chậm đã vô cùng sống động. Nhưng tình huống xông lại tìm hắn tính sổ cũng không xuất hiện như dự đoán. Tiết Bạch Cẩm đội nón rộng vành, bước nhanh tới cửa, ngừng chân, nghiêng đầu nhìn Dạ Kinh Đường một chút vốn muốn nói vài câu. Dạ Kinh Đường dẫn theo Hồng Nhan Chi Kỷ tới chọn những y phục đầy tao khí này, cô nương người ta cũng không tức giận. Nàng khó mà nói, nếu nói cũng không khỏi quản quá nhiều vì thế trầm mặc chớp mắt một cái sau đó nói. Làm xong xuất phát sớm một chút, ngươi còn trẻ, tâm tư đừng đặt ở những này. Trên đầu chữ sắc có cây đao, chưa nghe nói qua sao. Đông đông đông, bước chân dần dần từng bước đi đến. Dạ Kinh Đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy giáo chủ vẫn rất biết đạo lý, có lẽ sợ Tiểu Vân Ly mua đồ linh tinh, liên lụy hắn bị đánh lại quay đầu mở miệng, phạm cô nương thích đồ thế nào. À, sao Kinh Đường ca ca cũng ở đây? Ta tới xem một chút, giúp phạm di chọn, không muốn mua những thứ này. Ta, ai, trưởng quỹ. Chọn mấy món này đi. Được. Ta lập tức đi đổi kích thước, cam đoan mấy vị cô nương mặc vừa người. Tỷ tỷ cô có cần không? Ừm, không nói chính là cần, ta cầm về cho nàng. Dạ Kinh Đường có chút bất lực, không lời nào để nói. Chương 1184, hiểu lầm. Lộc cộc, lộc cộc. Trên con thuyền kho báu ở bến tàu, Dạ Kinh Đường vào chuồng ngựa dắt con hắc mã đã được nuôi béo hai ngày nay. Lấy yên ngựa trên kệ mang tới, đeo lên lưng ngựa. Phạm Thanh Hòa ăn mặc theo kiểu thiếu nữ xinh đẹp đến từ ngoại quốc, đứng bên cạnh, trong tay còn cầm một cái túi nhỏ, đáy mắt có chút mơ màng, tại sao bỗng nhiên lại muốn đến Tiêu Sơn? Có việc gấp gì sao? Dạ Kinh Đường cũng không vội trả lời, vừa rồi mua nội y ở trong tiệm vải, lúc hắn trả bạc cũng không thể chừa lại những thứ mà Vân Ly đã chọn, dĩ nhiên sẽ gộp lại thanh toán tất cả. Sau đó Vân Ly ngượng ngùng chạy ra ngoài, lấy chiếc túi chứa nội y vọt ra ngoài, lén lút đưa cho Tảng Băng đang đứng đợi ngoài cửa. Việc này cơ bản giống như việc hắn tặng khố đen khoe đùi. Dạ Kinh Đường cũng không dám đi quan sát phản ứng của Tiết Đại Nữ Hiệp, vội vàng lấy lý do đến Tiêu Sơn lôi kéo Phạm Di bỏ chạy. Lời đã ra khỏi miệng, tất nhiên không thể không thực hiện, lập tức quyết định tới bến tàu ngoài thành lấy ngựa. Nghe thấy Phạm cô nương mờ mịt hỏi thăm, Dạ Kinh Đường lại cười nói, đến Tiêu Sơn bảo dạo chơi, thuận tiện nghe ngóng tình hình. Tiêu Sơn cách nơi này không quá xa, nửa đêm chắc có thể tới nơi, ta cũng đi theo. Tiêu Sơn bảo xem như danh môn chính phái, còn có quan hệ hợp tác với triều đình, bình thường nếu ta lẻn vào sẽ đánh ngã toàn bộ người, gây ra động tĩnh quá lớn, có thể gây ảnh hưởng không tốt. Cho nên việc này còn phải nhờ Phạm cô nương hỗ trợ một tay. Việc lẻn vào hào môn đại phái kiếm đồ vật lại là nghề của Phạm Thanh Hòa, nhưng trước khi việc này xảy ra nàng lại không hề biết gì. Đột nhiên buổi sáng Dạ Kinh Đường tới dẫn nàng ấy đi dạo phố, còn mua cho nàng y phục xinh đẹp đắt tiền dỗ nàng vui vẻ, sau đó cô nam quả nữ cùng qua đêm bên ngoài. Những việc diễn ra sau đó, không phải quá rõ ràng rồi sao? Phạm Thanh Hòa cầm túi đựng nội y, trong lòng lại có chút luống cuống, do dự nói, ta có thể làm việc giúp ngươi, nhưng ban đêm, động tác vỗ yên ngựa của Dạ Kinh Đường ngừng lại một chút, lắc đầu cười, mặc kệ Phạm cô nương có tin hay không, trước kia thật sự là do trời xui đất khiến mới gây nên hiểu lầm. Ta không cẩn thận chiếm tiện nghi của cô nương, sẽ không lấy lý do ngoài ý muốn để trốn tránh trách nhiệm. Nhưng nếu cô nương không nguyện ý, ta cũng không thể mặt dày cưỡng ép phụ trách. Phạm Thanh Hòa ở chung với Dạ Kinh Đường lâu như vậy, kỳ thật cũng không tin Dạ Kinh Đường có thể làm ra loại chuyện dùng sức mạnh cưỡng ép nữ tử gây tổn hại đến hình tượng này. Nghe thấy Dạ Kinh Đường nói rõ đầu đuôi mọi chuyện, nàng dứt khoát hỏi thẳng, ngươi rác hơi cho ta không cẩn thận đứng dậy để ngươi nhìn thấy. Đúng là hiểu lầm, lần kia uống rượu, bị ngươi ôm ngủ, cũng là ngoài ý muốn, ván giường bị gãy,
tạm thời cũng coi như ngoài ý muốn. Nhưng ngươi đang ở nhà mới, lại chạy đến trong phòng ta, còn hôn ta, chuyện này ngươi giải thích thế nào? Phạm Thanh Hòa hỏi xong, mặt đỏ dần nhưng vẫn bày ra dáng vẻ trưởng bối nghiêm túc đợi câu trả lời. Dạ Kinh Đường hơi chần chừ một lúc, xoay người lại, bật ra lời nói thật lòng, không phải Lục tiên tử vẫn luôn trêu chọc ta sao? Lần đó ta chỉ dự định lén lút sờ một chút để hù dọa nàng ấy, nào có ngờ cô nương và Lục tiên tử lại đổi phòng cho nhau, sau đó liền hôn nhầm. Phạm Thanh Hòa chớp chớp mắt, bán tín bán nghi, lúc đầu muốn nói nàng ấy là sư phụ Tĩnh Vương, ngươi tính lừa quỷ sao? Nhưng nghĩ lại, sư phụ Tĩnh Vương và Dạ Kinh Đường lại có không quan hệ gì, vốn dĩ gia đình đế vương rất loạn. A-di như nàng có thể đến vương đình làm vương phi của Dạ Kinh Đường, sư tôn tiến vào vương phủ giúp chăm sóc hài tử thì có cái gì kỳ quái. Hơn nữa với cái tính cách như hồ ly chuyển thế của yêu nữ kia, sáng sáng chiều chiều đều ở cùng với Dạ Kinh Đường, không phát sinh chút gì mới kỳ quái, không chừng là do yêu nữ kia chủ động câu dẫn. Suy nghĩ tới đây, đáy mắt Phạm Thanh Hòa hiện ra vẻ cổ quái, dò hỏi, ngươi và yêu nữ, có phải là do nàng ta chủ động câu dẫn ngươi hay không? Dạ Kinh Đường lắc đầu, cũng không hẳn như vậy, có thể là lâu ngày sinh tình, lưỡng tình tương duyệt. Phạm Thanh Hòa như có như không gật đầu, ngẫm nghĩ sau đó lại hỏi han, ý là, trong lòng ngươi chưa từng có ý nghĩ khác với ta, đều là hiểu lầm. Dạ Kinh Đường cảm thấy vấn đề này có chút khó trả lời đúng hay không đúng cũng đều không tốt lắm. Suy nghĩ một chút lại cười nói, lòng yêu thích cái đẹp mọi người ai cũng có, Phạm cô nương tốt với ta như vậy, dáng dấp cũng xinh đẹp. Một người nam nhân bình thường như ta tất nhiên sẽ khắc ghi trong lòng. Bất quá nửa đêm vào trong phòng cô nương, đúng là hiểu lầm. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1185, quận Tiêu Sơn. Khắc ghi trong lòng nhớ thương, nói dễ nghe như vậy. Phạm Thanh Hòa chớp chớp mắt, cảm thấy câu trả lời này rất mập mờ, cũng không muốn nghĩ tiếp nữa. Đưa tay hất vài sợi tóc rớt trên bờ vai, đảo mắt nhìn về phía sắc trời, đã xế chiều rồi, lên đường sớm một chút. Ta trở về sẽ tìm yêu nữ hỏi một chút, nếu như ngươi nói dối ta, sau này ta sẽ không tin ngươi nữa. Dạ Kinh Đường nhẹ nhàng cười cười, dắt đại hắc mã đi vào bờ, quay mình lên ngựa huýt sáo, ngưu. Cách đó không xa, chim chim ngồi xổm bên bờ sông xem lão đầu câu cá, vội vàng vỗ cánh bay trở về, đậu lên phía trước yên ngựa, còn chít chít. Vài tiếng, đoán chừng đang nói nhất định khinh công của lão đầu kia không tệ, không quân cũng không mang theo cần. Dạ Kinh Đường đặt chim chim ngồi giữa hai chân, sau đó vươn tay ra, đi thôi. Lúc trước ở Hoàng Minh Sơn, Phạm Thanh Hòa bị ôm chạy thật xa nên giờ cũng không để ý việc cưỡi chung một ngựa, điểm nhẹ mũi chân liền ngồi đằng sau yên ngựa. Ôm túi vào trong ngực, suy nghĩ lại lẩm bẩm, chả trách hai ngày nay yêu nữ đều ở lại tiêu cục, không tới bồi Thái Hậu nương nương, thì ra, hàm ý sâu xa, có chút cảm giác bị đối thủ một mất một còn đào cải trắng nhà mình, cũng không thể nói rõ là do không thoải mái hay là ghen tuông. Dạ Kinh Đường cũng không nhiều lời, khẽ kẹp bụng ngựa, dọc theo hướng duyên hải đông nam mà phi. Quận Tiêu Sơn ở phía đông nam Giang Châu, phía đông giáp biển, thủy quân Đại Ngụy đóng bên trong hải cảng của quận Tiêu Sơn. Tác dụng chủ yếu là đề phòng Bắc Lương từ đường biển vòng qua Yến Châu tấn công nội phủ đông nam, đồng thời kìm kẹp Yến Châu, khiến thiên nam khiếp sợ. Từ xa xưa quận Tiêu Sơn đã là một thị trấn quân sự quan trọng, không trọng dụng văn thơ như những quận huyện khác ở Giang Châu, võ thuật khá hưng thịnh, mà các phân xưởng chế tạo quân giới. Tàu thuyền để kiếm sống đều tập trung ở nơi này, truyền lại qua mấy triều đại dần dần hình thành các môn phái giang hồ như thuyền bang, chú kiếm sơn trang. Tiêu Sơn Bảo đặt ở khắp nơi trên giang hồ Đại Ngụy cũng xem như lão thọ tinh. Từ tiên triều Đại Yên lúc khai quốc lập nghiệp, trải qua hơn 350 gió cũng không bị quật ngã, lai lịch có thể sánh ngang với nhiều thế gia Giang Châu. Nhưng Tiêu Sơn Bảo am hiểu rèn đúc binh khí, trên phương diện võ học cũng không có thành tựu gì xuất chúng. Sau khi Tiêu Tổ thống nhất giang hồ, liền không có người kế tục, lại chưa từng xuất hiện nhân vật gánh vác đại lương, dù là triều đình hai triều một mực nâng đỡ, hay là sự thay đổi nhanh chóng như bây giờ. Hiện tại, trên giang hồ Tiêu Sơn Bảo sớm đã biến thành môn phái thứ hai, người giang hồ vì binh khí cân nhắc nể tình cho nên vẫn còn có tiếng nói ở Giang Châu. Dù không có võ khôi gánh đại lương, chỉ dựa vào tay nghề đã có thể chống đỡ trên giang hồ mấy trăm năm nay,
cũng đủ để chứng minh cái biển hiệu vàng Tiêu Sơn Bảo này đã được giang hồ công nhận. Nghề của Tiêu Sơn Bảo chính là giúp triều đình rèn đúc binh khí, còn việc rèn binh khí cho người giang hồ xem như để duy trì thanh danh chứ không dựa vào cái này để kiếm tiền. Vì thế chỉ chú trọng vào chất lượng không quan tâm số lượng, lão sư phó có danh vọng trong môn, một năm cũng không cho ra bao nhiêu binh khí nên việc phải chờ đợi 3 năm 5 năm cũng không có gì lạ. Bởi vì binh khí là vận mệnh của người tập võ, nếu xảy ra vấn đề trên cơ bản cũng không còn mạng nên về phương diện này bọn họ nhất định phải chọn thứ tốt nhất. Vì thế mới tới cuối năm đã có vô số người luyện võ từ trời Nam biển Bắc kéo đến, tụ tập ở vùng lân cận Tiêu Sơn. Nhờ quan hệ khắp nơi xem có thể mời danh gia cầm đao tiện tay giúp chế tạo một món hay không. Mặc dù bây giờ địa vị trên giang hồ không được cao nhưng đã được truyền thừa từ tổ tiên xa xưa nên quy mô của Tiêu Sơn Bảo khác xa so với các môn phái lớn bình thường trên giang hồ. Sơn Trang xây dựng thưa thớt rời rạc, chiếm cứ nửa cái đỉnh núi. Phía dưới là một thị trấn tụ tập công xưởng, quanh năm đều có vô số người giang hồ lưu lại. Lúc nửa đêm, khắp nơi trên Tiêu Sơn đều có thể nghe âm thanh rèn sắt cùng lời nói hào hùng của khách say rượu. Bên trong Tiêu Sơn Bảo cũng khá yên tĩnh, có thể nghe được tiếng kim loại và tiếng hò hét. Chương 1186, dùng bổ xương. Chánh đường bên ngoài Tiêu Sơn, gần trăm nam nữ trẻ tuổi đứng vây quanh lôi đài, thay phiên leo lên lôi đài so tài. Trong đó người trẻ tuổi kiệt xuất nhất có thể được bảo chủ tự tay rèn đúc một món binh khí. Đây cũng là thủ đoạn để Tiêu Sơn Bảo duy trì danh tiếng, kết giao hậu bối giang hồ. Vì có thể xem chùa, còn có thể để đồ đệ xuống núi tạo thanh danh tốt, hiển nhiên giang hồ danh túc từ các nơi kéo nhau đến rất nhiều. Ngay cả đóa hoa giao tiếp Ô Châu như Tam Tuyệt Tiên Ông cũng mang đồ đệ đến trận. Bất quá đã chứng kiến sự bá đạo của Dạ Kinh Đường, cho nên đối với mấy cái trò chơi con nít này, Tam Tuyệt Tiên Ông thật sự không nổi lên quá nhiều hào hứng mà dứt khoát ngồi trong phòng nhàn nhã trò chuyện cùng bảo chủ Tiêu Tông Nguyên. Trước khi đến Chu gia, lão phu còn tưởng rằng giang hồ tiêu rồi. Bây giờ mới phát hiện, giang hồ yên lặng 10 năm là do đang kìm nén, hậu sinh khả úy, quả thật không phải nói đùa. Đúng vậy. Lúc Dạ Kinh Đường vừa đánh bại Kiếm Vũ Hoa ở Chu gia, không ít người trẻ tuổi ở Giang Châu còn nhao nhao muốn thử, chuẩn bị gửi chiến thiếp cho Hồng Hoa Lâu. Kết quả còn chưa tìm được người, Hiên Viên lão đã nằm xuống trước, cái tình thế này nói là trực tiếp uy hiếp lão thần tiên Phụng Quan Thành cũng không quá. Ai, năm đó Phụng Quan Thành bắt đầu đánh từ vị trí thứ 10, lần lượt điểm danh, mạnh mẽ đánh toàn bộ giang hồ đến không còn manh giáp. Không chừng Dạ Kinh Đường cũng có thực lực này nhưng tên trộm gà Chu Xích Dương không đánh sẽ không thua, Tuyên Cơ chân nhân lại là nữ tử, thắng cũng không được, thua càng khó coi, chỉ có thể nhảy qua. Không đánh toàn bộ 10 người khắp thiên hạ, chung quy là không thể phá được chiến tích của Phụng Quan Thành. Phụng Quan Thành cũng không đánh mấy võ khôi phía Bắc, nếu Dạ Kinh Đường có thể càn quét giang hồ Nam Bắc một lần, lại thu phục toàn bộ nữ võ khôi khắp Nam Bắc vào trong phủ, ta nghĩ lão thần tiên Phụng Quan Thành gặp hắn cũng phải cảm thấy hổ thẹn không bằng. Ha ha, lời này ngược lại không sai. Bên trong chính đường truyền ra tiếng cười vang, cũng cùng thời khắc đó, sâu trong lòng đất phía dưới chính đường Tiêu Sơn Bảo, bầu không khí lại không nhẹ nhàng hài hòa như vậy. Ánh lửa đỏ sậm chiếu sáng mọi ngóc ngách trong thạch thất rộng lớn, kệ chứa binh khí bên trên vách tường chứa đầy đao thương kiếm kích. Trung tâm là một cái lò cao, vốn dĩ bề mặt bên ngoài lò có điêu khắc hoa văn nhưng vì đã rất lâu đời cho nên nhuốm màu than đen. Nhiệt độ trong thạch thất cực cao, người bình thường căn bản không thể ở lại trong thời gian dài. Nhưng một lão giả vóc người gầy gò, đứng trước không khí khô nóng lại xem như không có gì, hai tay chắp phía sau đứng trước lò luyện, con người phản chiếu hình ảnh cây kiếm trong lò lửa đỏ rực. Đạp, đạp, tiếng bước chân rất nhỏ, từ bên trong thạch thất vang lên, từ xa đến gần. Ánh mắt lão giả liếc nhìn người mới đến, lại tiếp tục hướng về lò lửa, mở miệng nói, tình hình thế nào. Từ bên ngoài tiến đến là lão nho sinh hơn 50 tuổi, hai tay chắp sau lưng khí thế nhãn nhã, trước tiên nhìn lò lửa trước mặt. Tiếp đó lại cầm lấy bảo kiếm tinh tế trưng bày chỉnh tề trên vách tường quan sát, lầu 12 của Bắc Lương và Lương Thượng Yến bỗng nhiên lại xuất hiện ở thành Giang Châu. Không chỉ có Dạ Kinh Đường lộ mặt, hình như còn hai con rồng lớn khác lộ diện, tình hình có chút ngoài dự liệu. Cao thủ bất minh đến gần lần trước có phải người của triều đình không? Có khả năng. Lần trước để chiêu mộ Hoa Linh, ta đã bại lộ thân phận, tên liều mạng Hoa Linh này, nhất định trước khi chết hắn đã nói gì đó với Dạ Kinh Đường nên mới dẫn nhiều cao thủ tới như vậy. Hẳn là Dạ Kinh Đường tới để tìm ta, việc này ta đi giải quyết, ngươi không cần lo lắng.
Lão giả dò hỏi, ta đã không hỏi chuyện giang hồ nhiều năm, đoán không ra Dạ Kinh Đường sâu như thế nào, nhưng trời xui đất khiến hắn lại đến đây, ta có mấy phần thắng. Long Chính Thanh cong tay vung bảo kiếm ra, sau khi nhìn một lúc lại treo bên hông đi ra bên ngoài, vận khí Dạ Kinh Đường quá lớn, không nên xung đột thì hơn. Theo tìm hiểu, lúc sáng Dạ Kinh Đường còn ở phủ Tần Quốc Công kiểm tra binh khí trong quân, thời gian ngắn không gặp qua. Bây giờ ta lập tức tới Vọng Hải Lâu, hạ cái chiến thư cho hắn tránh để hắn tìm lung tung khắp nơi. Nếu ngươi lo lắng có thể tắt lò, mang đồ vật đi giấu một thời gian. Lão giả cân nhắc một chút, quay đầu nhìn về lò lửa, nhiệt độ lửa luôn luôn thấp một chút, nếu bây giờ tắt lò, tâm huyết nhiều năm sẽ thất bại trong gang tấc. Ngươi cố gắng dẫn người tới, nếu hắn thực sự có can đảm đến, ngược lại ta cũng muốn thử xem máu người tế khí được ghi lại trong cổ thư có thể thành công hay không. Thời đại gì rồi còn tin những thứ thượng cổ huyền học này, dùng bột xương và than củi để nấu thép không đáng tin cậy hơn nhỏ máu người lên thân kiếm sao? Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1187, quả nhiên. Lộc cộc, lộc cộc, sắc trời đột nhiên tối sầm, một vầng trăng bạc lơ lửng trên không trung. Tuấn mã màu đen lao vun vút trên đường, mặc dù đã là tháng 11, cỏ cây ở vùng quê Giang Châu hơi khô héo. Ven đường chốc chốc lại có thể nhìn thấy thảm thực vật bốn mùa xanh tươi, tạo cho người ta cảm giác mới vừa vào thu. Lặn lội đường xa rất buồn chán, khó tránh khiến cho người ta mệt mỏi, chim chim ngồi trên yên ngựa bị lắc lư đến mức ngủ gật, được Dạ Kinh Đường dùng tay ôm lấy mới không rớt xuống đất. Phạm Thanh Hòa ngồi phía sau, khoảng cách không gần không xa, cũng không tiện nói chuyện với Dạ Kinh Đường, đang thầm nghĩ rốt cuộc yêu nữ kia đã làm gì với Kinh Đường nhà nàng. Bỗng dưng phát hiện Dạ Kinh Đường ngồi ở phía trước chậm rãi tựa vào bả vai nàng, mới đầu không có trọng lượng sau đó nặng dần, đầu cũng tựa vào từng chút từng chút. Phạm Thanh Hòa xoay đầu lại, dùng tay lắc lắc bả vai, Dạ Kinh Đường. À, Dạ Kinh Đường nhanh chóng ngồi thẳng, đang ngủ gật chợt tỉnh táo lại, nhìn xung quanh vùng quê xa xa, chuyện gì vậy? Phạm Thanh Hòa thăm dò nhìn bên mặt Dạ Kinh Đường một chút, sao ngươi lại ngủ gật rồi? Tối hôm qua không ngủ sao? Tối hôm qua Dạ Kinh Đường đối mặt với ba vầng trăng tròn trịa trắng xóa, mắt cũng không chớp, làm sao có tâm tư đi ngủ, vốn không sao nhưng bôn ba đường dài lại không nói lời nào quả thật hơi buồn ngủ. Hắn đáp lại, tối hôm qua nói chuyện phiếm, đích thực không ngủ, không sao, ta chịu được. Phạm Thanh Hòa nghe thấy lời này tự nhiên nghiêm túc lên, hai tay từ phía sau xuyên qua eo bắt lấy dây cương, cưỡi ngựa từ phía sau, ngươi không nghỉ ngơi tốt còn dám ra giang hồ. Như vậy có thể làm được chuyện gì? Ngươi cứ chợp mắt một lúc, chờ đến chỗ có thể dừng chân liền ngủ cho ngon, lấy lại tinh thần mới tiếp tục đến Tiêu Sơn Bảo. Dạ Kinh Đường chỉ là có chút ngủ gà ngủ gật, lúc này cưỡi đến thị trấn phía trên hoàn toàn không có vấn đề, vốn định tự mình cưỡi ngựa. Chưa từng nghĩ Phạm cô nương vẫn rất mạnh mẽ, tiếp dây cương trên tay hắn sau đó khẽ đá bụng ngựa. Ra. Lúc này đại hắc mã tăng tốc, thân thể Dạ Kinh Đường theo quán tính giật lùi ra sau, chạm vào hai gối dựa mềm mại. Dạ Kinh Đường lập tức tỉnh táo thêm một chút, hơi ngồi thẳng để tránh va chạm lẫn nhau. Trước giờ đều là Dạ Kinh Đường ôm cô nương cưỡi ngựa, dọc đường thuận tiện sờ túi nước ấm áp, bây giờ lại bị cô nương ôm cưỡi ngựa cũng có chút không biết nên làm thế nào. Hắn ôm chim chim lên vuốt vuốt, lại thò tay vào trong bọc hành lý bên hông ngựa, lấy bản đồ ra, nương theo ánh trăng xem xét, sắp đến quận Tiêu Sơn, khoảng 7-8 dặm phía trước hẳn là huyện Hoàng Kỳ. Nghe Vân Ly nói bột củ sen ở Hoàng Kỳ được coi là tốt nhất, kinh thành đều có cửa hàng nhưng ta chưa có nếm qua, chút nữa có thể đi nếm thử. Phạm Thanh Hòa vòng quanh eo nam nhân cưỡi ngựa, bởi vì chênh lệch chiều cao một chút, hơi ngẩng đầu ưỡn ngực mới có thể nhìn đường, tránh không được đụng vào nhau. Lúc đầu nàng chưa có cảm thấy cái gì nhưng theo ngựa sóc này, vạt áo cũng di chuyển lên xuống, đỉnh ở trên lưng như gần như xa cọ sát qua lại, từ từ xuất hiện một cảm giác tê dại. Phạm Thanh Hòa chớp chớp con ngươi, gương mặt không tự chủ hiện ra ba phần ửng đỏ, muốn ngã ra sau một chút, nhưng vạt áo nàng ấy cũng không nhỏ. Ngồi sau lưng vòng qua người Dạ Kinh Đường nắm dây cương, lại nghĩ giữ một khoảng cách hiển nhiên có chút khó khăn. Tới tới lui lui cọ sát một lát, Phạm Thanh Hòa cảm giác thân thể hơi kỳ lạ, nghĩ kẹp chân, hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định dứt khoát, dán sát vào tấm lưng phía trước. Không còn bị cọ sát, cảm giác thoải mái hơn.
Dạ Kinh Đường đang xem bản đồ bỗng nhiên bị gối dựa dán vào chặt chẽ. Bên tai còn truyền đến hơi thở ấm áp, rõ ràng ánh mắt xuất hiện biến hóa, hắn quay đầu nhìn về phía Phạm cô nương muốn nói lại thôi. Phạm Thanh Hòa đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, cằm gối lên đầu vai, biểu lộ như thường, giang hồ nhi nữ đi ra bên ngoài không câu nệ tiểu tiết, ngươi chỉ đường cho tốt là được, chớ suy nghĩ lung tung. Ta đây có thể không nghĩ bậy sao? Dạ Kinh Đường bị dựa sát vào cũng không có chỗ trốn, lập tức cầm bản đồ liếc nhìn vùng quê. Cô hết sức thể hiện thần sắc bình thường, hẳn là đi bên phải, từ phía trước xoay qua có thể nhìn thấy thị trấn. Quả nhiên, thị trấn này rất rộng. Thực sự rộng. Chương 1188, đừng coi là thật. Trăng bạc nhô lên cao, trấn Hoàng Kỳ đèn đuốc lấm ta lấm tấm. Dù đã vào đêm nhưng trên những con đường cũ kỹ vẫn có thể nhìn thấy người giang hồ lui tới qua lại. Lộc cộc lộc cộc, đại hắc mã từ đầu trấn tiến vào, chim chim đói muốn điên liên tự mình bay ra ngoài tìm đến tửu lâu và khách điếm còn mở cửa. Phạm Thanh Hòa ôm nam nhân cưỡi ngựa, dọc đường đi đều miên man suy nghĩ, thấy đã đến nơi liên tung người xuống ngựa. Chỉnh trang lại tà váy có chút lộn xộn rồi quan sát xung quanh thị trấn, đêm hôm khuya khoắt, tại sao còn nhiều người như thế? Dạ Kinh Đường bị ôm suốt một đường, tâm không thể tĩnh như nước, dắt ngựa đi phía trước giải thích, các môn phái Giang Châu đều tập trung ở Tiêu Sơn. Đa số làm nghề chế tạo mạn thuyền và rèn binh khí, cuối năm đều phải kết toán sổ sách và đặt hàng cho năm sau. Trấn Hoàng Kỳ là cửa ngõ của quận Tiêu Sơn, tất nhiên không thể ít người được. Ở Đông Minh Bộ, Phạm Thanh Hòa buôn bán dược liệu, đối với binh khí không hiểu rõ lắm nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn không biết gì cả, nghi ngờ. Các môn phái giang hồ bình thường không thể tiến vào vị trí hoàng thương được, nếu đơn thuần là chế tạo binh khí hẳn không thể nào làm ăn phát đạt như thế mới phải. Dạ Kinh Đường cười nói, nếu chỉ làm ăn với người giang hồ dĩ nhiên không lớn như vậy. Nhưng đại ngụy trụng võ, thư sinh đi ra ngoài cũng phải mang theo kiếm, thư sinh khắp nơi trên đất Giang Châu mỗi người một thanh, tổng lại cũng không phải con số nhỏ. Người luyện võ dùng binh khí tất nhiên sẽ chú tâm bảo dưỡng, cho nên có thể dùng được vài chục năm. Nhưng mà những thư sinh trẻ tuổi thì không như vậy, đa số đều dùng để trang trí tăng thể diện, chỉ cần nhìn đẹp mắt, phù hợp với y phục thì 3 ngày đổi một cây cũng không có gì lạ. Phần lớn các môn phái ở quận Tiêu Sơn đều kiếm lời từ những kẻ tiêu tiên như rác này, một thanh kiếm sắt bình thường có thể làm ra vỏ kiếm nhiều màu, đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím 7 loại màu sắc. Phạm Thanh Hòa nghe được những lời này xem như đã hiểu, nghĩ ngợi sau đó bình luận, không phải cái này cũng giống như của hàng Phạm ra sao. Mảnh vải lớn chừng bàn tay tùy tiện cắt mấy lần, nhuộm vài màu sắc khác nhau liền bán mấy chục hoặc trên trăm lượng bạc, nhưng mà hết lần này tới lần khác vẫn có kẻ tiêu tiền như rác. Phạm Thanh Hòa nói đến đây đột nhiên cảm giác không đúng lắm, lại nói, ta không nói ngươi, không phải yêu nữ kia lôi kéo ta đi đến chỗ đó mua đồ. Nếu không phải ngươi vì mua y phục cho ta, chắc cũng không thể làm loại chuyện tiêu tiền như rác này. Tại sao ta không thể? Dạ Kinh Đường nghe được lời này chợt phát hiện mình không nên chê cười những kẻ thư sinh theo đuổi hư vinh tiêu tiền như rác kia, mỗi người mỗi sở thích thôi, lại cười đáp. Kỳ thật không thể nói là tiêu tiền như rác được, kiếm bạc thì phải tiêu, ngàn vàng khó mua được đồ tốt trong lòng, chỉ cần Phạm cô nương thích thì không gọi là lỗ. Quả thật Phạm Thanh Hòa rất thích những nội y chế tác tinh xảo kia, nhưng sau khi bị Dạ Kinh Đường trông thấy nãi nãi mây mù che phủ, trong lòng có chút không dám đối mặt. Hôm nay chọn cho mấy người tam nương một vài kiểu dáng mắc cỡ chết người nhưng chính nàng lại rất bảo thủ mua một món không lộ lắm. Phạm Thanh Hòa cũng không tiện nói những chuyện này với Dạ Kinh Đường, càng khó đánh giá có thích hay không, liên lảng đi, bạc vẫn phải dùng trên lưỡi dao. Tất cả mọi người trong nhà đều là người luyện võ, đạo hạnh cũng không thấp, coi như không chém chém giết giết, chỉ là những thứ như tắm thuốc, binh khí, võ học bí tịch chẳng phải số lượng nhỏ. Nói chuyện phiếm với nhau vài câu đã đến bên ngoài khách điếm, Dạ Kinh Đường dắt ngựa vào chuồng. Phạm Thanh Hòa thì bước lên bậc thang dò hỏi, tiểu nhị, cho hai gian phòng hảo hạng, có còn gì ăn không? Tiểu nhị từ trên ghế nhỏ ở cửa đứng dậy, đang muốn chào hỏi, nghe thấy lời này lập tức giữ người đánh giá, cô nam quả nữ cưỡi cùng một ngựa, đêm hôm khuya khoắt đến nơi này thuê phòng trọ. Suy nghĩ một chút trả lời, thực không dám giấu cô nương, gần đây có rất nhiều người vào trong trấn. Các khách điếm đều đã sớm hết phòng, hay là hai vị chịu khó chen chúc một chút? Chen chúc. Phạm Thanh Hòa cảm thấy lời này không đúng, hành tẩu giang hồ đã lâu nên cũng không ngại ngùng, nói thẳng, ta là một nữ nhân, sao có thể ở chung phòng với nam nhân? Nhanh đi sắp xếp phòng,
hắn sẽ không lén thưởng tiền cho ngươi đâu. Tiểu nhị cũng coi như người thật thà, khoác khăn mặt lên đầu vai, cười nói, cái này khó mà nói chắc được, ta thấy vị công tử này cũng khá hào phóng. Dạ Kinh Đường dắt ngựa xuống, nhìn thấy cảnh này có chút buồn cười, đi đến bên cạnh nói, vào đi, tiểu nhị nói đùa thôi, đừng coi là thật. Phạm Thanh Hòa cảm giác tiểu nhị nhìn người thật chuẩn, chẳng qua lời này chắc chắn không nên nói với Dạ Kinh Đường, lập tức bắt lấy Chim Chim đứng dậy cùng bước lên bậc thang. Các bạn đang nghe chuyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1189, tặng người. Ở một bên khác, Giang Châu Thành, lúc Dạ Kinh Đường rời đi, đã sai người trở về tiếp đón. Ban đêm không cần vây bắt Đại Ác Ôn, Thủy Nhi xem như được thở phào nhẹ nhõm, chạy về phủ quốc công thăm đồ đệ tốt và thái hậu. Lạc Ngương đợi ở đại trạch Trần gia, cũng không thể ôm Tam Nương nghịch gương suốt ngày ở bên ngoài không chịu về. Khó tránh khỏi sẽ khiến tướng công bất mãn, vì thế sau khi rời giường liền quay lại bến tàu Giang Châu. Đã vào đêm, trên bến tàu, người đi đường thưa dần. Lạc Ngương vận thanh y đầu đội nón che như nữ hiệp cô độc lạnh lùng trong giang hồ, sau khi tiến vào khách điếm trực tiếp lên lầu 2. Bởi vì trong đầu suy nghĩ chuyện làm sao để hàng phục Hồ Yêu nên Lạc Ngưng không chú ý tới cái khác, nhưng lúc vừa tới trước cửa lại nghe thấy âm thanh từ bên trong truyền đến. Sư phụ, con mặc có đẹp không? Đẹp, ánh mắt của lão bản nương kia cũng không tệ. Hi hi, rõ ràng là do dáng người con tốt. Hừm. Lời nói sư tử đồ hiếu truyền vào trong tai, đáy mắt Lạc Ngưng hiện ra ý cười, chậm rãi đi tới cửa, đẩy hờ quan sát một chút. Trong phòng đốt nến, mỹ nhân lạnh lùng bạch y trắng như tuyết, lưng eo thẳng tắp ngồi xếp bằng trên giường, thoạt nhìn là đang luyện công. Tiểu Vân Ly chỉ mặc một cái quần màu hồng cánh sen lộ ra vòng eo tinh tế, nửa thân trên mang một áo yếm màu xanh nhạt kiểu dáng mới lạ, nửa phần trên của cái yếm đeo trên cổ. Phía dưới thì đến bên bờ nam bán cầu liền dừng lại, vừa đúng bao lấy hai khối tròn mềm mại, đôi vai trắng như tuyết, toàn bộ vùng rốn đều có thể trông thấy. Lạc Ngưng nhìn loại yếm này liên cảm thấy khá quen thuộc. Lần đầu tiên nàng mua ở cửa hàng Phạm gia chính là loại kiểu dáng này, chẳng qua chỉ khác ở chỗ đồ của nàng ấy được làm từ lụa mỏng. Cách vải vóc cũng có thể nhìn thấy quả dưa hấu nhỏ, mà của Vân Ly là kiểu dáng kín đáo, mặt ngoài còn thêu tiểu uyên ương. Chỉ có thời điểm bị tiểu tặc trà đạp, Lạc Ngưng mới mặc loại kiểu dáng này, nhìn thấy cảnh này tự nhiên giật mình nhanh chóng đẩy cửa ra. Kẹt kẹt. Vân Ly đang soi gương, nghe thấy tiếng mở cửa kinh hãi vội vàng ôm lấy ngực, quay đầu phát hiện là sư nương lại nhẹ nhàng thở ra, còn xoay một vòng tại chỗ, sư nương thấy thế nào? Có đẹp hay không? Cái yếm uyên ương màu xanh nhạt dưới ánh nến hiện ra màu sắc sáng ngời, có cảm giác tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn không hề lẳng lơ quyến rũ, trái lại hiện lên mấy phần thanh thuần linh động. Nhưng Lạc Ngưng vẫn cảm thấy Vân Ly mặc cái yếm này không thích hợp, nàng đóng cửa lại, đi tới bên cạnh hỏi. Đây là ai mua cho con? Tiểu Vân Ly không biết cái này giống với cái của sư nương, rất thành thật trả lời, ha ha, Kinh Đường ca ca mua cho con. Vốn Lạc Ngưng còn muốn giả bộ một chút, nghe thấy lời này trực tiếp không kìm được, đưa tay quay người Vân Ly lại, dạ Kinh Đường, hắn mua cho nội y cho con. Trích Vân Ly chớp chớp mắt, cảm thấy hẳn là sư nương đang hiểu lầm, lại vội vàng giải thích, cũng không phải. Hôm nay Phạm Di đi dạo phố, đang chọn y phục bị con và sư phụ đụng phải, thuận tiện cho con chọn mấy món, Kinh Đường ca ca trả tiền. Còn nữa, đây là cho sư nương. Trích Vân Ly nói, lấy từ trong túi nhỏ ra một cái túi chế tác tinh xảo đưa cho Lạc Ngưng. Mặc dù Lạc Ngưng chưa thấy qua kiểu đóng gói này nhưng không cần nghĩ cũng biết bên trong là đồ vật khiến nàng mặt đỏ tới tận mang tai. Nàng lấy túi để qua một bên, đã lớn được bao nhiêu rồi. Còn để Kinh Đường ca ca của con dùng bạc mua những này, có biết xấu hổ hay không? Ai, con muốn tự mình mua nhưng Kinh Đường ca ca tự động đi trả tiền. Được rồi, nhanh đi ngủ đi. Trích Vân Ly biết sư phụ và sư nương muốn đi ngủ, cũng không quấy rầy, mặc lại váy sau đó cầm gói nhỏ đi ra ngoài. Con về Tiêu Cục đây, con cũng mua cho Bình Nhi một món rất xinh đẹp, nhất định nàng ấy sẽ thích. Lạc Ngưng cũng không biết nói cái gì cho phải, chờ Vân Ly rời đi mới lộ ra gương mặt hơi nghiêm túc, nhìn về phía Bạch Cẩm thờ ơ hỏi, chuyện gì đây? Ngươi mang theo đồ đệ đi ra ngoài, sao lại để Dạ Kinh Đường giúp mua những thứ này? Tiết Bạch Cẩm bất động như núi, bình tĩnh đáp, hắn nguyện ý, Vân Ly cũng thích, ta có thể ngăn cản sao?
Bình thường lúc ngươi ở cùng một chỗ với hắn, cũng mặc những thứ này à? Môi Lạc Ngưng khẽ mấp máy, không biết xấu hổ thừa nhận, ngồi xuống bên cạnh. Làm sao ngươi biết, Tam Nương thích mặc những này, ngươi, à? Lạc Ngưng đang muốn đổi chủ đề, chợt phát hiện bên cạnh cái chùy trên bàn trang điểm còn đặt một cái túi, giống như đúc với cái vừa rồi nàng được tặng. Đáy mắt Lạc Ngưng hiện ra mấy phần khác thường, đưa tay cầm tới, ngươi cũng mua loại đồ này. Tiết Bạch Cẩm bị Vân Ly nhét vào trong tay, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, thẳng thắn trả lời, lúc Dạ Kinh Đường mua y phục cho nữ tử cũng thuận tiện tặng ta. Hắn tặng ngươi. Chương 1190, Thiên Hạ Đệ Nhất. Lạc Ngưng vừa mới bị nữ nhân đâm sau lưng, phát hiện trước đó còn chưa ly hôn đã nói những lời này, vẻ phức tạp và hoài nghi hiện lên trong mắt. Tiết Bạch Cẩm và Lạc Ngưng là tỉ muội nhiều năm như vậy, làm sao không đoán được suy nghĩ của nàng, quay đầu lại, ngươi đang nghĩ gì? Lạc Ngưng cảm thấy tính tình Bạch Cẩm thẳng thắn chắc chắn không đến mức lén lút với nam nhân của nàng lại càng không sa ngã như vậy. Suy nghĩ một chút không khỏi khiếp sợ với sự gan dạ của tiểu tặc, nghĩ một chút hỏi, ngươi không đánh hắn chứ? Tiết Bạch Cẩm nhắm mắt lại, không trả lời vấn đề nhàm chán này. Lạc Ngưng thấy Dạ Kinh Đường còn có thể ra ngoài làm việc, trong lòng dám chắc hắn đã bị đánh nhưng không nặng. Nàng tò mò mở hầu bao ra, lấy tấm vải bên trong kiểm tra. Tấm vải mỏng như cánh ve, nhẹ như mây, tuy hầu bao không lớn nhưng có thể đựng được khá nhiều thứ. Đầu tiên là chiếc sa y lờ mờ như xương trắng, vạt áo không đóng được, tay áo cũng rộng thùng thình, mặc trên người chắc chắn sẽ để lộ ngực. Chống lạnh hay che người cũng chẳng nổi, có thể nói chính là đồ trang sức. Bên trong còn có cái yếm nhỏ màu trắng phối cùng, tuy không trong suốt nhưng nửa dưới căn bản không bó lại, coi như treo lên ngực. Dựa vào kích cỡ của Bạch Cẩm mặc vào từ chính diện có thể nhìn thấy nửa bộ ngực như ẩn như hiện của Tiết Bạch Cẩm đang ngồi xếp bằng trên giường, khí tức cao lãnh nhưng đôi mắt khép hờ. Ngưng Nhi đánh giá tiểu y một chút, thói đời suy tàn, thứ đồ không rõ tác dụng này vậy mà cũng có thể quang minh chính đại bán trong cửa hàng. Lạc Ngưng biết mấy thứ này không đứng đắn nhưng đúng là nhìn rất tốt. Nàng chỉ hơi do dự nhìn về phía Bạch Cẩm có dáng người vô cùng chuẩn, mua cũng mua rồi, ngươi không thử sao? Tiết Bạch Cẩm là nữ võ thánh chân sơn sao có thể mặc loại trang phục không đứng đắn này, trả lời, ngươi thích thì có thể mặc. Lạc Ngưng lấy mặc cho Dạ Kinh Đường nhìn ngược lại cũng không sao, nhưng y phục căn cứ vào cơ thể mà may, dáng người nàng mảnh khảnh không giống như Bạch Cẩm. Nữ vương với đám hồ ly tinh khác, mặc vào chắc chắn không hợp, sau đó còn nghiêm túc gấp bộ đồ lại, sao ta lại thấy mặc mấy thứ này? Chỉ là xiêm y này đắt, mua cũng mua rồi không thể ném đi. Ngươi giữ trước đi, đợi đến khi ngươi có người trong lòng có thể mặc cho tình lang xem. Thiên phú võ nghệ của Tiết Bạch Cẩm rất cao, trên đời này nam tử có thể khiến nàng đối xử ngang hàng ngày trước ngoài lão đầu ra thì căn bản không còn. Hiện tại có thanh niên trẻ tuổi nhưng đã bị Ngưng Nhi nhanh chân giành trước. Thấy Ngưng Nhi đột nhiên nói đến chuyện hôn sự, Tiết Bạch Cẩm nhắm mắt lại, ta sống ít nhất là 120 tuổi. Luyện được trường thanh đồ hơn 100 tuổi vẫn còn trẻ, 60 lo chuyện hôn sự cũng không muộn. Y phục này chỉ tồn tại được 3 đến 5 năm, giữ lại cũng vô dụng. Lạc Ngưng biết trường thanh đồ có thể khiến cho người ta trẻ mãi, đến bây giờ nàng và Vân Ly rất phấn khích, Bạch Cẩm giống như nàng quả thật không cần sốt ruột nhưng vẫn còn lâu lắm mới qua tuổi 60. Nàng khuyên nhủ, đừng chỉ nghĩ đến tập võ, nếu gặp được nam tử thuận mắt vẫn nên cân nhắc, ngươi nên quan tâm Vân Ly nhiều hơn. Lạc Ngưng nghe vậy trong mắt hiện ra 3 phần rối rắm, âm thầm hít một hơi tựa đầu vào gối. Trước bình minh, khách điếm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ngáy của tiểu nhị trong đại sảnh của điếm. Trong sương phòng lầu 2, Dạ Kinh Đường nằm trên gối cùng bộ đồ ngủ bất chi bất giác tiến vào giấc mơ, thời gian trôi qua trên người lại xuất hiện vài phần khô nóng. Thở nhỏ, Dạ Kinh Đường tập võ cơ bản, thói quen ngày ngày luyện võ đã khắc vào trong xương, cho dù là trong lúc ngủ mơ cũng thế. Hiện tại khí lực đã luyện đến mức rắn chắc như đá, cộng thêm Thiên Long Châu và Minh Long Đồ nên việc luyện quyền từ lâu đã không còn ý nghĩa thực tế. Cho dù hắn không thay đổi thì con đường tập võ vẫn có thay đổi từ ngoài vào trong, bắt đầu mài giũa hơi thở trong ngực và bụng. Tập võ giống như phần lớn tri thức trên thế gian, người đứng càng cao thì lòng dạ càng khiêm tốn. Dù sao người dưới chân núi chỉ có thể nhìn thấy đỉnh núi, mà người trên đỉnh núi lại có thể nhìn khắp đất trời, cảm nhận được bản thân trong trời đất nhỏ bé bao nhiêu. Từ lúc Dạ Kinh Đường rời khỏi Hồng Hà Trấn, hắn gặp không ít trở ngại nhưng toàn bộ đều cố gắng vượt qua. Từ khi bản thân trở thành võ khôi có địa vị ngày càng cao trong giang hồ đại nguy,
khoảng cách của hắn đến bốn chữ thiên hạ đệ nhất ngày càng gần. Thậm chí cảm thấy giang hồ cũng chỉ giống như khoảng cách từ dưới đất đến trần nhà, chỉ cần nhón chân một cái là có thể đến. Nhưng lúc ở cảng phía Tây ma xui quỷ khiến sử dụng một chiêu thần kinh đao, hắn phát hiện giang hồ trong mắt bỗng nhiên thay đổi. Giống như trần nhà bỗng dưng bị kiếm đâm thủng xuất hiện một lỗ hổng, hắn thấy không trung thực sự ở đằng sau. Các bạn vừa nghe xong tập 119 của bộ truyện Nữ Hiệp Chậm Đã của tác giả Quan Quan Công Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.